Súp MB418S cặp. À xin lỗi, một chiếc tiếp theo. Khang Minh test thẳng từ cờ đao đánh thẳng ra cho kêu luôn. Bởi vì Tết rồi rất là bộn. Cung cấp cho em Mạnh khách quen dưới Hải Phòng, Tiên Lãng. Và đẹp gần như không tì vết. Đóng gói gửi xe luôn về xe Thái Bình chạy qua chỗ đường 10 chỗ Tiên Lãng. Sau đó em Mạnh ra nhận nhá. Chú xe ôm sẽ chở ra bến Gia Lâm gửi ngay bây giờ. Bây giờ là 10 rưỡi ngày 22 tháng Tết rồi. Những cái model súp nó cho tiếng súp rất là hay. 418. Khang Minh định test lấy cái tiếng súp đánh cơ, nhưng mà thôi vội rồi. Hôm nay hàng cũng đang về gần 10 kiện âm ly cờ đào nữa. Dán tem đi anh. Em Mạnh khách quen năm ngoái mua 925. Rồi thì vừa rồi mua cờ đao 3.600. Tiếp theo em lại ủng hộ Khang Minh một quả súp MB418S này. Súp từ thường nhá. Chạy củ súp bát 2241 GBL 4 ôm tem đen. Từ 22 côn trăm. Và cái tiếng súp của cái model này hoặc là 4718X. Tiếng súp rất là hay luôn. Nhưng mà hôm nay Khang Minh không test được tiếng súp. Test nhanh, đây là một quả nữa anh em dưới Thái Bình cũng đặt rồi, dán tem hết rồi. Thôi, cho ra đi anh. Rồi, rút rác đi. À, em quay cái đằng sau, từ từ coi. Vỉ cắm xăng. Đây nhá, Mạnh nhá. Rồi, nó hơi tối một chút nhưng mà CG này. MB418S Made in USA. Đẹp gần như là không tì vết. Rồi, ok. Cứ ra đấy cứ theo xe chú bảo nhà xe điện luôn cho cháu cái là được. Vâng, có số cái cháu chuyển luôn cho khách để người ta liên hệ để người ta nhận.